Đừng đợi tới ngày 18 tháng 4 mới bắt đầu cài mới nghe. Chắc cho biết kết thúc mô tả và nhận tiền hoàn thuế ngay bây giờ với Thông Bình Pha. Vừa đọc quảng cáo thì chị trốn sát thủ cực kỳ căng thẳng luôn. Ngài sát thủ ơi, anh nghe cho kỹ tiếng này. Đó là tiếng mở cửa đến xe tội quanh của tôi. Bye bye nha tên ngốc. Anh ta đã dịch chuyển tức là chỉ trốn cáp rồi. Lần này chúng ta sẽ trốn thoát khỏi đây. Chào chị Lamborghini. Ta biết phải không? Xong tôi sẽ có một sát thủ đang chạy bộ số 20 tầng lầu để đâm tôi. Chị đừng chạy nhanh bộ xe nha. Có thể xong rồi dịch chuyển một chút á. Không như tìm kiếm thoải mái.